Sau ồn ào chuyện tình cảm, nam em vui vẻ nhảy múa bên nam anh trên thảm đỏ. Sự xuất hiện của nam em cùng chị gái nam anh đã nhanh chóng chiếm spotlight trong sự kiện. Tối ngày 20 tháng 12, lễ vinh danh TikTok Award đã chính thức diễn ra để tôn vinh những nhà sáng tạo nội dung tài năng. Những câu chuyện chân thực mang lại các giá trị tích cực cho cộng đồng. Xuất hiện trong buổi lễ vinh danh gồm nhiều nghệ sĩ trong làng Vbiz như Hoa hậu Thiên Ân, Nam Anh, Nam Em, Lê Dương Bảo Lâm, Sam, BB Trần. Đáng chú ý, sự xuất hiện của Nam Em cùng chị gái Nam Anh đã nhanh chóng chiếm spotlight trong sự kiện. Sau ồn ào chuyện tình cảm với Bạch Công Khanh vừa qua, tinh thần của Nam Em đã được cân bằng trở lại. Cô tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, xuất hiện với thần thái vui tươi. Nam Anh, Nam Em có mặt đúng giờ, cả hai tự tin, thoải mái tạo dáng trên thảm đỏ. Cặp đôi lựa chọn tone make-up đậm toát lên sự năng động đầy cá tính. Cùng với đó, Nam Anh, Nam Em chọn trang phục cùng tone màu trắng, váy ngắn khéo léo khoe trọn đôi chân dài miên man. Hai chị em người đẹp còn hồn nhiên nhảy múa trước ống kính, tạo 7.749 kiểu dáng. Có thể thấy, sau ồn ào chuyện tình cảm, Nam Em đã dần trở lại cuộc sống bình thường và giữ được tinh thần thoải mái. 2022 dần khép lại với vô số cung bậc cảm xúc. Mỗi câu chuyện, mỗi khoảnh khắc dù tươi sáng hay thăng trầm đều góp phần tạo nên một bức tranh đa sắc màu của 2022. Nhằm nhìn lại chặng đường đã qua, TikTok chính thức mang đêm vinh danh TikTok Award Việt Nam đã trở lại vào ngày hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2022, được trực tiếp độc quyền lúc 19 giờ tại TikTok Agas và phát sóng lại trên TikTok Live.